Bài này tôi đã xong hai toán. Chúng ta đi tiếp tục toán tiếp theo. Thì chúng ta sẽ đi về cái này trước. Đây là cái mô hình liên quan đến khoa học. Chúng ta những buổi ra từ 14 đến 69, tại vì mình bắt đầu cố gắng ghi lại cho các bạn những cái khóa học trước đó. Đi trước một chút để cho các bạn có cơ hội xem trước đi. Còn đến lúc nó bắt đầu ngồi ôn lại, ngồi đọc lại từng trang một thì nó cũng hơi hiệu quả. Một tiếng buổi sáng như vậy các bạn. Mình bắt đầu đi từ 14. Buổi đó diễn ra vào 16 và sau đó mình cũng tiếp tục bổ sung cái bài này. Nhưng mà đó thì chúng ta bắt đầu nghiên cứu phát triển trước, thì vừa rồi chúng ta phát triển cá nhân, khả năng tương tác, rồi xây dựng lòng tin, không gian an toàn từ tổ chức, thì bây giờ chúng ta xây dựng tổ chức, và sau khi chúng ta có lòng tin, chúng ta có chiến lược, chúng ta có cấu trúc, thì chúng ta làm gì? Thì câu trả lời đó là chúng ta bắt đầu đánh giá đến các khía cạnh khác trong tổ chức, đó là biểu hiện performance cũng như là tạo động lực liên quan đến lý thuyết, tạo động lực motivation theory trong lý thuyết đương đại được sử dụng nhiều nhất và trong các lĩnh vực khác nhau về khoa học tổ chức, tại vì cái đó nó gần hơn với con người, nó gần hơn với tâm lý học nên chúng ta cảm thấy chúng ta dễ hiểu nó hơn. Nhưng mà thật ra đối với cái nhà khoa học thì nó chỉ là một nhánh trong rất nhiều nhánh thôi. Chúng ta quay lại cái bài về phần ở dưới đây, chúng ta quay lại đây, mình sẽ để lại cho video này, mình sẽ sửa muộn để thay đổi chế nó, mình sẽ bài bài blog mình tổ chức lại đây, nhất là cái phần này để thấy là còn đến 6 luồng quan điểm và các hệ thống lý thuyết khác nhau để tổ chức. Thì trong đấy lý thuyết tạo động lực thì nó truyền cảm hứng, nó chỉ là một nhánh trong nhiều nhánh mà thôi. Thì những cái gọi là modern theory thì sẽ lớn hơn rất nhiều, hay là những cái nói tình thế nó lên bối cảnh môi trường lớn hơn rất nhiều, hoặc là hệ thống mở nó lớn hơn rất nhiều. Còn lý thuyết này, lý thuyết này sẽ đi vào sâu vào bên trong các cá nhân tham gia tổ chức hơn, nghĩa là individual centric. Thì đương nhiên nó phải trụ cột trên tâm lý học, tâm lý học là thứ tốt nhất hiện tại, và triết học là hai thứ tốt nhất hiện tại để chúng ta lý giải về con người bên ngoài những cái vỏ bọc xác thịt liên quan đến sinh lý học physiology. Okay. Trong cái phần này thì mình có qua khoa học đó cũng trên edX. edX thì là một trong những trang mà mình rất tin tưởng, thậm chí là mình đánh giá nó cao hơn Coursera. EdX là một trong những trang đầu tiên đi trong cái đi đầu của cái nền công nghiệp giải pháp giáo dục online trực tuyến, và trong giới khoa giáo dục thì mình gọi nó là MOOC, MOOCs, nghĩa là nó có nghĩa là Massive Open Online Course, nghĩa là cái khóa học mở trực tuyến đa dạng. Vậy thôi thì nó sẽ có thể, khi người ta nói bạn học tất cả mọi thứ trên mạng được thì điều đó sẽ là như vậy, nó sẽ học thông qua MOOCs là cái đó gọi đó. Và online class thì cái mình gọi cho vui, còn còn thuật ngữ khoa học nó khác. Thì edX là đi đọc ở MIT và Harvard mở, đây là họ bảo lấy tiền rồi, nhưng mà bây giờ họ cung cấp rất nhiều khóa học chất lượng này. Về khóa học thì họ cũng có một phần, có khi họ khuyến nghị chúng ta nên mua nó với giá 50 đô, 100 đô gì đó. Rồi khóa học này thì cũng tương cũng khá là dễ hiểu, họ lý giải bản thân về biểu hiện công việc performance. Và đi làm thì học đúng giờ, từ 9 giờ sáng 5 giờ chiều về, cũng không có nghĩa là bạn mọi người có biểu hiện tốt, với bạn làm việc tốt, nhưng mà bạn chỉ đóng công việc có đóng góp xây dựng tổ chức thì cũng không nghĩa là bạn là một nhân viên có biểu hiện tốt, vì nó có nhiều dạng của biểu hiện đó. Biểu hiện liên quan task related và biểu hiện liên quan đến bối cảnh chung và context của, thì đó là cái điều bạn phải quan tâm khi mà bạn hiểu hơn về 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 cách đánh giá biểu hiện từng người. Cái thứ hai đó đó là công thức và làm thế nào để đánh giá biểu hiện của một người, chúng ta dựa trên năng lực, ability, động lực, motivation, cơ và cơ hội, opportunity, chứ không phải là chỉ dựa trên năng lực. Nên là chúng ta đánh giá nhau dựa trên năng lực ấy, thì thường là không đúng, thì nó chỉ máy móc thôi, và chỉ đúng trong những mô hình máy móc thôi. Còn những mô hình xã hội hóa khác mình cần phải có hợp tác, chúng ta phải có thách thức, chúng ta phải có giao tiếp, chúng ta phải có học tập, thì biểu hiện nó sẽ biểu hiện không bao giờ là đầy đủ để biểu hiện và động lực, còn là năng lực sẽ là cái không đầy đủ để chúng đánh giá mỗi cá nhân. Chúng ta phải nhìn xem là tại sao họ có năng lực mà họ không làm, chúng ta thiếu động lực hay chúng ta thiếu cơ hội hay chúng ta thiếu cả hai, làm thế nào để một nhân viên biểu hiện tốt. Chúng ta phải chọn người có năng lực để làm được cái công việc đó, nhưng mà chọn một người làm báo viết báo thì vậy, ít nhất là chọn người có năng lực viết báo. Thứ hai, họ có động lực
để viết ra hai bài báo mỗi ngày, thì đó là yêu cầu của công việc để trả lương 7 triệu. Thứ ba, họ có cơ hội những cái bài báo của họ, họ có cơ hội như là bạn không sai họ đi pha nước, không sai họ đi ship đồ, không sai họ đi chuyển công văn, để mà trong 8 tiếng đó họ thời gian để họ sử dụng năng lực của mình và vận hành dựa trên động lực của mình để sản sinh ra hai bài báo mỗi mỗi ngày. Thì cuối cùng là có thứ mà xuất bản và thứ sản xuất, thì đó là biểu hiện. Đúng không? Và đương nhiên là trong một cái đó thì khóa học đi sâu với việc là năng lực của thế là gì, nó có thể ở đâu, nó thể thì năng lực có thể hiện được việc mình áp dụng hai cái dạng kiến thức là declarative knowledge và procedure knowledge. Về cơ bản chỉ đầu tiên nó chỉ là know what and know how, cũng có thể nói như vậy, nghĩa là cái hai năng lực là bạn biết làm cái gì và cái năng lực thứ hai là bạn biết làm như thế nào. Đúng không? Thì cái làm cái gì và làm như thế nào đôi thì bạn đều có thể học được trên trường lớp nhưng nó chưa đầy đủ trong các tổ chức, tại vì đôi khi các tổ chức với cái kết cấu khác nhau, thời gian không gian con người khác nhau thì chúng ta lại phải học thêm từ thực tiễn. Cũng thế, biết làm gì và làm như thế nào nó cũng là cái cách mà chúng ta thể hiện năng lực của mình. Bạn chỉ có biết làm gì năm đầu việc ghi ở trong hồ sơ ở trong hợp đồng nhưng làm như thế nào thì không biết làm thì cũng thôi, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Thế nên năng lực của mỗi người ở đánh giá nhiều cấp độ khác nhau. Có một khái niệm nữa liên quan đến lý thuyết về chuyển động lực, đúng không? Bây giờ đây là tâm lý học và người đi đầu là người mở đầu là Maslow về lý thuyết kim tự tháp nhu cầu, một cái bây giờ chúng ta vẫn dùng nhưng mà cái này thì hơi cổ sĩ và không đúng với thời đại nữa, nhưng ít nhất là nó đi đầu như là thể hiện là chúng ta có nhu cầu khác nhau, còn cái nào hơn cái nào thì chưa chắc. Nói do vì sao mà tháp nhu cầu Maslow không được. Cái thứ hai là học thức của Hertzberg thì cái thí nghiệm của em có thể đi đi vào hai nhu cầu cơ bản của người lao động mà thôi, nhưng nó không thể hiện được cái mối quan hệ quá sâu giữa hai nhu cầu cơ bản của người lao động và khả năng gia tăng biểu hiện như là enhance performance, như là để cho người đó làm tốt hơn, như là bạn cho người đó cần nhớ hai biểu hiện, một cái liên quan đến cơ yếu hoặc liên quan đến tiền đến tôn trọng một thứ. Và thứ hai nó liên quan đến sự tự do và một số cái khác của ta, tùy thời điểm đó thì dẫn ra là như chúng ta hiểu. Và cái việc mà bạn cho người đó thêm tiền thêm quyền không đại diện cho việc người đó sẽ biểu hiện tốt hơn, nhưng mà bạn không cho đủ người đó tiền và quyền thì người đó sẽ biểu hiện thấp hơn, nghĩa là như vậy thôi. Nó chưa là cái bản chất của họ, bạn chỉ thể thử được một chiều của cái mối quan hệ đó, nghĩa là bạn chỉ thể biết được rằng là khi bạn giảm cung cấp những nhu cầu cơ bản thì người đó sẽ bị giảm động lực làm việc, nhưng khi bạn tăng nó lên thì cái động lực làm việc nó không tăng đều, nó sẽ tăng không theo quy luật và nó chỉ tăng ở mức độ nhất định là nó lại giảm. Nhưng mà tăng đến mức độ này thì được bạn đưa cho người đó làm tốt nhưng cho tiền, là tôi cho tiền nhưng cho mức độ nhất định cho 75.000 đô một năm là người đó cảm thấy không có động lực. Bạn cho người đó năm sau bạn cho người đó 80.000 đô, đôi khi biểu hiện là nó hơn 75.000 đô một năm. Vì sao? Đấy lúc đấy cái mức sống của nó bắt bạn tiền nó không quan trọng, lúc đó phải cho người ta những cái khác như là sự tự chủ, phải cho người ta thăng tiến, người ta trải nghiệm mới, cho người ta sự tôn trọng, cho người ta cơ hội mới, những cái thứ rất là phức tạp mà cái học thuyết cái tín nhiệm của Hesper vẫn chưa tìm ra. Nên thế cái học thuyết hiện đại đấy mà dễ tiếp cận nhất là cái thuyết tự quyết self determined, mình học sinh rất tự quyết tại vì determined là một cái liên quan đến thuật ngữ triết học, tức là predetermined là học thuyết tiền định, thuyết tiền định là tất cả mọi thứ định trước rồi, ai rồi cũng phải chết, chết một lên thiên đàng, ai rồi địa ngục, hoặc là tất cả cuộc sống chúng ta đã được định đoạt bởi số phận, được định đoạt bởi 12 cung hoàng đạo, được định đoạt bởi thần số, được định đoạt bởi kinh dịch bát tự gì đó, thì đó là thuyết tiền định, đúng không? Trái ngược nó thuyết cố định, nhưng là cuộc đời mỗi mỗi cuộc đời là một trình quan, một hành trình mới, không ai thể đoán định được trước, chúng ta chỉ có tận hưởng nó thôi. Nhưng thì khỏi phải xin bói làm gì, tại vì đâu có ai đoán được trước đâu. Đó thì đó có thể hiện ra cái hai cái học rất lớn, hoặc là hai cái luồng tư tưởng lớn, một là cuộc đời định sẵn, hai cuộc đời chả biết, chả biết thế nào mà làm, nhưng mà xem ba cái thứ bói toán này nó chẳng có ý nghĩa gì. Đó thì đó là như vậy, thì mượn cái từ đó trong cái thuật ngữ chế đạo đó mình dịch cái thuyết này là thuyết tiền định. Các bạn là gì? Self determined nghĩa là bạn trao quyền nhiều cho cái bản thể, cho cái self mà nó lại liên quan đến khoa học. Bây giờ bạn sẽ thấy nó liên quan đến khoa học mà 2 tuần trước, đó là the concept of self, bạn hiểu về cái khái niệm bản thể của mình.
nó để cho cái bản thể là có khả năng phát triển và quyết định của chính nó, chứ không phải là tổ chức, không phải là sếp, không phải là dòng đời, không phải là văn hóa quyết định cái bản thể nó nên làm gì, mà cái bản thể đó nó có quyền nó quyết định nó làm gì. Thì nó khá khá là giống cái chủ nghĩa cá nhân, nhưng mà chủ nghĩa cá nhân thì nó hơi loạn, nó hơi rộng, còn cái self thì nó ngắn, thì nó hẹp hơn, tại vì nó là thuyết của tâm lý học, thì nó không đề cập gì những cái vấn đề chính trị xã hội, mà cái thuyết chủ nghĩa cá nhân sẽ mắc phải đó. Thì cái này thì đơn giản là gì, bạn muốn tạo động lực cho một bản thể để tự thân nó autonomous motivation, là nó chủ động tạo ra cái động lực để làm việc đó. Thì và chỉ đơn giản là giúp nó đạt được những cái nhu cầu cơ bản, nó basic needs của fulfillment. Thì cái nhu cầu cơ bản của một bản thể là gì, không phải là cơm áo gạo tiền của Maslow, mà là cái lý do cái lý thuyết bản thể này nó khác nhau. Và nó là thứ nhất là gì, thì tự chủ autonomy, nghĩa là bạn được tự chủ thời gian và không gian của việc, competence, bạn có đủ năng lực để làm công việc bạn giao. Bạn bạn là một người MC giỏi, hoạt náo, ra giao cho bạn dẫn một cái chương trình một tiếng mà bạn đã dẫn rất nhiều lần trong vòng 10 năm qua, đương nhiên là bạn có đủ năng lực để làm nó, đúng không? Confidence trong cái part nó dịch ra là cái ability to master the task, nghĩa là khả năng để bạn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được ra, cái gọi là confidence, chứ không phải là khả năng, tiềm năng bạn làm được nó, bạn làm được nó hay không thì không ai biết, và cái này là bạn phải làm nó rất tốt rồi, gọi là confidence. Với thứ ba là relatedness, là sự tương quan, sự mối tương liên hệ lẫn nhau, nghĩa là khi bạn đi làm bạn phải cảm thấy mình thuộc về cái đơn nó hoạt động trong tổ chức, bạn thấy mình thuộc về tổ chức đó, bạn có thể kết nối với giám đốc, bạn có thể kết nối với trưởng phòng, bạn có thể kết nối với đồng nghiệp, bạn có thể kết nối với các em thực tập bên dưới, thế là bạn cảm thấy bạn thuộc về cái đơn đó, thì nó mới khiến cho cái bản thân của bạn, cái bản tâm của bạn nó cảm thấy nó có giá trị, nó cảm thấy được cập nhật và đầy đủ ba cái này, thì chúng ta tự khắc sẽ có động lực để hoàn thành công việc của mình và công việc tốt. Thì đấy là lý thuyết về tự quyết, hoặc là bản thân tự xác định, mà dùng cái từ thuật ngữ tiếng Việt rồi. Thì, phần tiếp theo khóa học ở trên S sẽ nói về đánh giá đo lường, chúng ta thì nói là biểu hiện tốt, nhưng mà đánh giá từ gì không ai nói, lấy nào là tốt nào là tốt, rồi làm thế nào để thúc đẩy cái biểu hiện. Thì trong khóa nói về ba cái, thứ nhất là về đặt mục tiêu, mà mục tiêu thì quay lại cái bài về quản trị thời gian và khoa quản trị, nó sẽ mình sẽ nói về hai cái lỗi rất lớn về việc đặt mục tiêu. Thứ nhất là mục tiêu quản trị là SMART goal, thứ hai là mục tiêu về tâm lý học và xã hội học, là mục tiêu cá nhân, mục tiêu xã hội và mục tiêu muốn đạt đến. Thứ hai là nếu mà feedback, là bạn phải có sự phản ánh, bạn làm cái gì phải có người khác nói lại với bạn là bạn làm thế tốt hay không tốt, đi làm đúng giờ, ok, đúng không? Chứ đừng có nghĩ là chuyện đương nhiên, đúng không? Đừng có hiểu bỏ chuyện gọi là hiểu ngầm với nhau, nó làm cho người ta cảm thấy không được công nhận, vậy anh làm đúng giờ để công nhận điều đó, anh nộp bài đúng hạn hãy công nhận điều đó, mặc dù mình cảm thấy nó có nghĩa anh không làm thế tôi đuổi việc anh, nhưng mà nó chính là sự khác biệt giữa con người và cái máy móc. Khi bạn gõ đoạn lệnh của nó thông qua hệ thống xã hội, nó đồng ý nó làm với một nguồn tiền nhất, mấy khoản tiền nhất định 10 đô giờ, thì thế là không thắc mắc, không kêu cả, không suy nghĩ nữa. Những con người, con người đôi khi bạn thì làm đúng cái thỏa thuận người ta, cũng là cái điều mà đáng được công nhận, đáng được khen thưởng. Nó khen thưởng lời nói như thế thôi chứ không cần phải cho khen gì đâu. Và cuối cùng là một cái liên quan đến đôi khi là phải huấn luyện để thay đổi ra hành vi mà nó cố hữu thành hành vi dài hạn, nhất là những việc liên quan đến rèn luyện chuyên môn, thì cái đó hoặc những cái kỹ năng rất khó để mà tự tâm thay đổi thông qua khoảng huấn luyện. Rồi thì đo lường thì có nhiều thằng đo khác nhau, thằng đo của thái độ tâm lý học, hay là thằng đo định định tính những con số, định lượng định tính những cái đều quan trọng quá, phải nói cho bạn biết rằng khi bạn đo, bạn phải có cái ý thức được là bản thân cái thằng đo này nó sẽ có vấn đề kỹ thuật, và bản thân những người thực hiện cái đo đến việc là thanh tra nội khối, những người đó cũng rất có thể, hoặc là chính ông giám đốc rất có thể sẽ đưa những cái ý kiến cá nhân của mình vào sự tiên kiến đó, và cố gắng hạn chế sự tiên kiến nhất có thể.